Chắc có lẽ người ta chưa có ăn qua thì người ta lấy cho nhiều rồi. Nói chung ở mấy cái tour du lịch á, ví dụ buffet những người mới đi du lịch lần đầu á, thì thường là vậy. Đó là thói quen, nghĩ là thói quen của người Việt Nam. Có thấy một nhà đó, một số người họ lấy rất là nhiều, khi nướng lên hoặc là bỏ cho nó thấy ngon, họ lại đi làm khác. Cái điều đó là phí. Có thấy, nhưng mà mình thấy cái đó không tốt. Hàng nó thường á, mỗi bữa ăn buffet thường có giá từ 200.000 đến 300.000 đồng. Vào những dịp đặc biệt, mức giá chỉ còn khoảng chừng này. Và đây là những hình ảnh mà camera cận cảnh vừa ghi lại được ngay tại chính nhà hàng được đề cập trong đoạn clip gây xôn xao cộng đồng Việt cách đây gần một năm. Thì như vậy mà ăn tới sáng 200 mấy thì cũng vừa đủ, chứ không có hẹp cho mình, không có quá cho nhà hàng. Mỗi món lấy ít thôi, ăn hết thì mới lấy tiếp, đủ rồi, mình chỉ cần ngon thôi, gia đình vui vẻ là được rồi. Có một không khí thoải mái, ăn nhẹ nhẹ cũng được, là cảm thấy thích rồi. Đâu cần phải là ăn đủ số tiền mình đâu. Không, thường là mình lấy vừa đủ ăn trước, sau đó mình thích cảm giác món nào ấy thì mình có thể tiếp tục lấy nữa. Lấy đa dạng, lấy số lượng ít nhưng mà đa dạng. Không chỉ có nhà hàng này mà còn nhiều nơi khác cũng phải sử dụng những dòng thông báo như thế này. Ở đây có cái quy định nè, nếu mà ăn mà lấy thì cứ thoải mái, nhưng mà dư mà không ăn đó là người ta phạt. Thật ra cái này quy định cho có là anh thấy chưa có phạt đâu, nhưng mà thật ra như anh nói thì cũng ít cái số lượng ít người ta mới lấy dư vậy. Đa số là bây giờ người ta cũng văn minh rồi. Không thì anh thấy nó cũng đúng thôi, nhưng mà chị ví dụ như em lấy nhiều quá thì chủ quán không đem. Chẳng hạn như em đi ăn buffet ở những nhà hàng Hàn Quốc hay là nhà hàng Nhật gì đó, họ sẽ phạt em thiệt cái bộ. Tuy nhiên mà đưa bảng hiệu lên để mục đích không phải là để là phạt khách, mà mục đích của chúng tôi là khi khách đọc được những dòng chữ đó thì là sẽ tự mình có một cái ý thức. Không chỉ riêng chủ nhà hàng mà ngay chính phần lớn khách hàng cũng mong muốn những quy định này sẽ giúp nâng cao ý thức và văn hóa ăn buffet của người Việt, để những hình ảnh này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Kính thưa quý vị, Khương Ngọc thật sự bị sốc với những hình ảnh vừa rồi. Và cho dù là lý do gì đi nữa thì nó cũng nên chấm dứt và đừng bao giờ lặp lại nữa. Thưa quý vị khán giả, đây cũng chính là những hình ảnh mà chúng tôi đã sưu tập được từ một trang mạng xã hội. Và những hình ảnh này đã làm một thời gian dài dậy sóng về những cái phản hồi vô cùng là tiêu cực về cái thói quen ăn buffet của một số người. Chúng tôi hy vọng rằng cho đến thời điểm này thì những thói quen này đã được cải thiện dần tốt lên. Ngọc không hiểu người Việt Nam chúng ta vốn có truyền thống ăn trong nồi, ngồi trong hướng.
hay là những bài học từ đầu tiên, học ăn, học nói, học gói, học mở. Học ăn là đầu tiên, tại sao lại có tình trạng này xảy ra? Thật ra thì cái văn hóa buffet này cũng không phải là phổ biến với tất cả mọi người, mọi thành phần, mọi tầng lớp. Cho nên là đôi khi cũng có nhiều người còn lạ lẫm với cái việc này. Vậy thì chúng ta thử đề xuất ra một vài cái phương cách làm sao để ăn buffet cho nó thật sự là lịch sự nè, rồi nó đúng cách nè. Chẳng hạn như là Ngọc không lấy quá nhiều thức ăn. Ngọc không tưởng tượng được Ngọc đi đến ăn một nơi mà người ta để một cái bảng là bị phạt nếu như ăn không hết. Quá xấu hổ. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải tìm ra một cái hướng giải quyết, chứ chúng ta không đi đến cái hướng phê phán. Bây giờ Ngọc thử nha. Ngọc không hề phê phán, nhưng bây giờ bạn ăn được bao nhiêu thì bạn lấy bấy nhiêu. Đây, bây giờ Ngọc đề ra những cái tiêu chí khi chúng ta tham gia ăn buffet nè. Thứ nhất, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Thứ hai, Lấy bấy nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu. Vậy là cũng có một ý thôi. Vấn đề là không lấy giùm người khác nè, nên lấy gói gọn, ăn hết thì mới lấy tiếp. Và cái thứ ba nữa là chúng ta không nên nhìn cái gì chúng ta cũng lấy. Có thể nói là khi tham gia vào một bữa tiệc tự chọn như thế thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm, những cái lựa chọn cho mình. Bằng cách là chúng ta có thể dạo một vòng nè để tham khảo qua hết món ăn và hỏi những người phục vụ để họ tư vấn xem là làm thế nào để mình có thể chọn được một món ăn phù hợp với khẩu vị của chính bản thân mình. Rồi chúng ta phải nghĩ đến những người xung quanh nữa. Với những đĩa thức ăn dư thừa như vậy thì với những người mà họ thiếu ăn hay là với những người họ còn khó khăn thì sẽ như thế nào? Tránh lãng phí là một điều rất cần thiết thưa quý vị.